Cô bé mới vừa hát á bà con, có tiệm chu bi ở đằng đây á bà con, bán bơ dầm rất là ngon bà con, đặc biệt là món bơ dừa sáp bà con, nổi tiếng đó bà con, nhiều khách lắm. Bữa em quay cho bà con coi, cậu có cái tiệm chu bi ở kế đây nè bà con, trong khu Quốc Thái Golden Market Place á bà con, cậu hát rất là hay bà con. Nhưng mà có cái tiệm đằng đó đó bà con, cái tiệm chu bi á, mình vừa vô cửa đó bà con là nằm bên tay trái, cái tiệm đó là cái unit số 1 đó bà con. Tiệm là chu bi ở thành phố Garden Grove, ở góc đường Rockhurst and trên đường Garden Grove, giữa đường Rockhurst and gì đó quên Gilbert, ở thành phố Garden, trong khu Quốc Thái Golden Market Place bà con. Cái cô đó có hát rất là hay, mà có bán đồ rất là ngon bà con cứ lại thử đi, em bảo đảm bà con ăn là ghiền bà con. Đặc biệt nha, cái món bơ dầm đó bà con, mà bơ mà sắc cục của bà con. Bữa em có quay, em quay trong cái của em, trong cái phóng sự của em, trong đó em quay, em cho bà con coi đó, thì cái món bơ dầm rất là ngon, nổi tiếng, em bảo đảm nổi tiếng nhất Cali đó bà con. Bây giờ có món đặc biệt là dừa sáp đó bà con, rất là nổi tiếng đó bà con. Dừa sáp ở Cali nè, em chưa có thấy ở tiệm nào bán, cái quán nào bán đó bà con. Nhưng mà em thấy cái quán của cổ bữa em quay á, rất là đông khách đứng chờ đợi đó bà con. Cái tiệm tên là Chu Vi ở trong Quốc Thái Golden Market Place á bà con. Vừa vô là bên tay trái liền cái unit số 1 á bà con. Có gì lại đây ủng hộ cậu, em dám bảo đảm hai món đó bà con ăn là sẽ ghiền á bà con. Ok, tạm biệt bà con nghe. Có gì ủng hộ em bà con, phố Calibosa TV số 9 á bà con, tại vì em phải quay cái ca sĩ khác nữa. Bye bye.